xuống phố đây rồi. Chú gác hết tất cả mọi việc lại. Bác tìm hộ chị cái hồ sơ của thằng cháu đây. Chào chị. Cái hồ sơ... Hồ sơ nào nhỉ bác nhỉ? Trời ơi, chú làm hồ sơ mà chú chả nhớ gì cả. Cái hồ sơ nộp cho bộ đại học xin nó chẳng thấu trong cái chương trình đột phá giáo dục đã được rồi. Thế là sắm xanh quần áo mũ máng tất tần tật đâu vào đấy hết, đánh đùng cái và gạt lại để dành cái chỉ tiêu cho tiến sĩ đi học tiếp. Không nhưng mà tôi nhớ là nó đi nước nào ấy chị nhỉ? Hay chú là buồn cười nhỉ. Chú là người làm hồ sơ mà chú chả nhớ cái gì cả. Là chương trình đi Anh này, Pháp này, Úc này, Mỹ này, rồi Nhật Hàn. Ê bác, làm gì có Hàn Quốc? Mày vào sao đấm qua là Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc đã chiếu đầy ra. Thế mày xem mày, đầu mày Hàn Quốc, tóc mày bác mày cũng Hàn Quốc. Bố đứa nào dám gạt cái dự án Hàn là thế nào? Bác mình làm theo ấy, cháu đã bảo là không có Hàn Quốc. Chỉ có này, Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Úc, Canada thôi. Hay, thì không có Hàn Quốc à? Ừ, tao tưởng có Hàn Quốc, tao mới cho mày đi học, thì tao mới chạy cho mày chứ. Thế còn là đi Mỹ, đi Tây đầy, người ta chào hàng thì tao có nhận lời đâu. Bác về mà nói với bố cháu ấy, hả? Mà cháu nói rồi bố cháu có nghe cháu đâu. Cháu đã bảo rồi, bán con trâu đi ấy, là cho cháu đi du học theo thị trường. Đây, bố cháu lại cho cháu thích đi theo nhà nước cơ, thí diện cơ, bây giờ mới trắng mắt ra. Này, em thật bác nha, mấy thằng ở hàng xóm nhà em kìa, có cần phải đi dự án dự yếc gì đâu. Bây giờ nó đang ở tít lù lù ở bên Chicago ấy. Chicago. Chicago. Bác thì biết cái gì, bác cũng thế. Đã bảo là Chicago. Cô giáo cháu còn dặn cháu là để cho đỡ phải quên ấy, là nhớ là Chicago. Thôi ông ơi, cô giáo ông bao nhiêu tuổi mà ông cãi với tôi. Này, ngày xưa hồi học lớp 6 ấy này, bọn tôi còn lên sân khấu hát về cái bài Chicago đây này. Ngày mùng 1 tháng 5 này, ông biết cái gì mà ông cãi tôi là chỉ có là Chicago. Nhưng mà bác không biết đấy. Hôm trước ấy, bác đi hỏi bố cháu mà xem. Bố cháu con bảo hôm trước có cả anh Thắng đi ở bên Thinh này kìa. Không tin cháu gọi cho bố cháu mà nghe. Thôi, thằng mũi to hả gì? Đi mà hỏi. Thôi, tôi lấy bố trẻ. Người ta gọi là Singapore. Còn nếu nó đầy đủ là Singapore. Nói tiếng Việt chả sõi ở đòi tay bo thị trường đi Mỹ. Dối ruột. Này nhá, bác đừng có đổ lỗi linh tinh. Cái này là bẩm thinh nhá. Nhưng đừng có đổ lỗi linh tinh. Dậy đầu đã thấy kệ mà cho mày tay bo. Muốn làm gì thì mày làm. Này nhá, bác không hiểu đâu ạ. Này, không học thì thôi. Nhá, bây cứ tự nhiên kiếm được tiền. Có gì á, cháu kiếm được tiền nấu thả bác. Thế nhá. Đúng rồi, chú xem. Còn nhà mất dạy thế đấy. Chứ đã thế tôi mặc sát cho nó. Đời cua có máy đời cái đào chú ạ. Mệt với nó lắm cơ chú ơi. Không mặc được đâu. Tôi biết rồi. Chị mà mặc được thì cũng chả phải đến đây để giục tôi tìm hồ sơ. Cố mà tìm xem nào. Ổ quá đây chị, qua nhìn đi. Xem đi. Ổ quá đi. Bị cây dây cuốn. Bố là tướng binh mà là em tôi. Đấy mà khổ quá mà à. Nói riêng nhá. Sao? Tôi quen một người ở bộ. Đấy. Mà ở bộ bây giờ nói này. Phải bật ra được một thằng tiến sĩ rồng thì có thừa cái suất đấy, tôi mới nhét thằng cháu tôi vào cái chỗ ấy đấy chú ạ. Này, sao tôi thấy bảo là cái việc đi học giống như cái trường hợp của cháu chị ấy là người ta đã chuyển rồi, người ta đã đưa cái hồ sơ người ta đưa gọi là những cái trường hợp là tiến sĩ đi vào đó học để thay thế những cái trường hợp như cháu chị rồi, chị đi lấy hồ sơ làm gì nữa? Bạn chị ấy đã có tư liệu về một thằng tiến sĩ rồng đang chen chân vào đấy, cho nên tìm mọi cách chỉ đánh bật thằng tiến sĩ rồng ra, chỉ nhét cháu chị vào thế thôi. Này, tôi nhớ nhá, chị kiện được cái ông tiến sĩ rồng. Anh làm ơn photo của tôi cái hồ sơ này, tôi đi công chứng đấy. Hồ sơ à? Thôi được rồi, bác cứ để tạm ở đây, tôi đang có việc giúp chị này xong rồi tôi sẽ làm giúp bác nhé. Thôi, chú cứ làm việc đi, chị nghĩ lại rồi. Giả sử là mình có tìm được cái hồ sơ của nó đâu để mà đánh bật mấy tay tiến sĩ rồng nó nhét vào. Khổ quá. Nhưng mà nếu mà chị không tìm được á, mà trên bộ người ta không có hồ sơ thì làm sao mà chị tìm được, chị nhét vào đấy? Biết rồi. Nhưng bây giờ chị hỏi em như này, bạn chị ở trên bộ ấy muốn là cầm chắc cái hồ sơ của cháu chị rồi trình lên lãnh đạo, rồi cái gạt đám tiến sĩ rởm ra là trình luôn, lấp vào chỗ trống luôn. Bây giờ không có thì làm thế nào bây giờ? Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là chị có đánh bật được cái ông tiến sĩ rởm ấy ra hay không? Đánh bật được là cái chắc. Ông bạn chị trên bộ nói mấy cái tay tiến sĩ rởm ấy nó cũng mua bằng tiến sĩ trên mạng.
bạn chị nó có bằng chứng trong tay rồi. Thôi thôi chị ơi, chị đừng có mà tính cua trong lỗ. Bây giờ nhá, ba mươi đứa tội rõ 10-10 kia kìa, thế mà vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí lại còn thăng quan tiến chức ấy chứ. Này chị ơi, cái này nó khó lắm, mà chị muốn làm ấy chị phải quăng lưới vét cả mẻ. Mà này, em đã có ý thế này, trong máy của em này chắc chắn nếu in ra sẽ có danh sách của rất nhiều ông tiến sĩ giỏi. Bởi vậy em sẽ in cho chị một ít, sau đó rồi chị cùng với ông anh chị làm một cái đơn mình theo kiểu nội công ngoại kích. Nếu mà đúng nhá, kiểu gì mà chị chẳng làm được. Hay quá, chú đúng là hồng minh ra cát sỏi. Chú cứ tìm cho chị cái đám danh sách tiến sĩ dởm đi, gia đình chị trong cái vụ này sẽ hậu tạ chú đấy. Này này này, cái gì đây? Cứ nói và biết nhá, tôi tiến sĩ dởm đấy. Đây bà giỏi, bà đánh đi, bà làm gì đấy. Này này này, cái ông này ông dân vừa đấy, này tự nhiên là hỏng hết rồi ăn theo nó leo. Ông xin sự gì với tôi? Này này, ông xin sự gì với tôi? Ông làm gì tôi? Ông làm đi. Ấy khổ quá, bọn tôi đang nói chuyện đùa với nhau mà, có nói gì đến bác đâu. Khổ quá, thôi được rồi, để tôi sẽ photo cho bác. Không photo vô tiếc gì nữa nhé. Bây giờ mà các mọi người photo cái này rồi là ông bán cái tài liệu của tôi cho bà này thì chết tôi à. Nói cho biết nha, ông đừng có vu cáo nhá, ông láo nó vừa đấy nhá. Thích gì thích bác gì. Bác hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ là đang nói chuyện đùa với nhau thôi. Đùa là đùa thế nào hả? Cái đó anh ấy không có đùa cợt gì nhá. Tôi là tiến sĩ đang chuẩn bị đi làm một cái đề tài theo đúng dự án nhá, đề án nhá, cấp bộ nhá. Không phải đùa đâu. Đâu đâu. Đây, mọi người xem, đây có phải là bằng chứng không hả? Tiến sĩ chuyên ngành vi sinh. Vâng. Tốt nghiệp với luận án xử lý nước tiểu thành nước uống tinh khiết. Ôi kinh rồi, kinh rồi. Tôi lại các bố. Các bố đóng cái nước thải vào chai để bán cho chúng tôi à? Này, tôi nói bảo biết, tôi không phải là cái loại tiến sĩ sách vở suốt ngày cắm mặt ở trong phòng thí nghiệm nhé. Cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết bổ dưỡng của chúng tôi này, 2 năm qua đã sản xuất và bán 300.000 chai nước uống bổ dưỡng tinh khiết. Khai thác từ nguồn vệ sinh công cộng của quận đấy. Tất cả các chai đều đóng mác tiên dung. Tiên dung trong cái tích tiên dung mà chữ đồng tử ấy. À nhớ rồi, nhớ rồi. Công chúa Tiên Dung quây màn tắm ở ven sông. Thế chữ đồng tử Trần Thuồng sợ quá với chui hương cát trốn. Được rồi. Thế nước dội vào, cát trôi đi, lộ ra. Thế là thành phò mã. Thôi, kinh rồi, kinh rồi. Không thể tin quảng cáo được. Các bố nói là cua trong lỗ bò ra nghe. Con kiến nó bò ra nghe. Bây giờ ai biết là nước thải, nước tiểu của ông ép thành nước khoáng. Biết đâu ông lấy nước khoáng khác, ông lắp vào cái chai của ông thì sao? Chả có ai tin. Nói có sách mách có chứng nhé. Đừng nghĩ là tôi nói lăng nhăng nhé. Chờ tôi một phút. Đây. Cái gì thế hả bác ơi? Đây, ông mở xem này nhá. Đây là cái gì vậy? Đây, tôi có mang theo cái máy lọc nước di động, nước tiểu di động. Người ta gọi nước ngoài, người ta gọi là máy lọc mobile nhá. Rồi. Bây giờ cậu ra, cậu đi tiểu vào một cái bô. Xong rồi mang đây. Rồi tôi đổ vào đây, gần 30 giây thôi. Thành nước uống tinh khiết bổ dưỡng. Tôi với cậu cùng uống để xem đây có phải là tôi bị bợm không? Tôi không có nhu cầu, được chưa buồn chưa. Không có nhu cầu. Này, tôi có ý kiến thế này. Thế tóm lại lấy gì chắc chắn là cái nước từ trong máy này chảy ra vào nước tiểu. Ông lấy gì làm bằng chứng đây? Tôi cho bà khám, bà đi mà kiểm tra thoải mái và dốc bằng làm các kiểu đi. Xem có một giọt nước nào. Đấy, làm thoải mái đi, xem có một giọt nước nào nếu chứ. Rồi, ông này cậu này chưa đúng, chưa đổ đúng, nước đúng là bà. Không có nước. Được rồi. Tôi tin. Nói tóm lại rồi nhá. Để khẳng định cái điều ông vừa nói nhá. Được. Tôi sẽ có cách. Ông cứ ở đây. Rồi. Bây giờ đấy. Thôi có cách cái gì nữa? Tôi đã nói là tôi tin rồi. Tôi nói cho mọi người biết nhá. Tiến sĩ thị trường như tôi là miệng nói tay làm. Ôi giời ơi, miệng thử luôn sản phẩm. Vâng. Chúng tôi mà không thử thì làm sao biết nó có ngon hay không? Không, nhưng đây là mình còn cân chỉnh cái máy làm sao mà ra được cái sản phẩm nó tốt nhất. Đây là nguyên liệu đầu vào. Tôi rất là yêu những cái sản phẩm mà tôi làm ra. Biết rồi. Nguyên liệu đầu vào tôi cũng thử. Thế à? Sản phẩm đầu ra tôi cũng thử. Tôi không bao giờ tôi bỏ qua cái việc này. Này, ôi chết bác ơi, đây là. Trời ơi là trời. Kinh rồi lại hồn. Đây là nước tiểu nóng sốt của tôi đã kịp cho vào máy ép ra đâu bố làm một hơi thế. Nước của bác ấy định đổ vào đây để chế biến ra nước tinh khiết thì bác lại tôi chơi cả. Tôi không biết. Tôi nói cho các bạn biết nhé. Tôi nhá. Tôi uống nước tiểu để tôi cho mọi người thấy là tôi gắn bó với sản phẩm thế nào nhá. Tôi trân trọng cái tài nguyên từ
con người sản sinh ra thế nào, hiểu chưa? Nhé, nói cho các bà biết nhé. Này, tôi này, tôi sản xuất ra nước uống tinh khiết thì tôi không ngại là uống nước tiểu nhé. Kiểu như là người trong nhà xác ấy, họ có sợ xác chết đâu. Thì nói cho mọi người đừng có coi thường chúng tôi nhé. Vâng, không có ai dám coi thường mà bác chứng minh thế là tôi hiểu bác. Đúng là tiến sĩ thật rồi. Không nhé. Dạ. Đi về. Này. Này. Tôi làm thế để cho mọi người biết rằng mọi người đang chuẩn bị đánh nhau với ai nhé. Kinh rồi chú ạ. Nước tiểu của tôi ông làm một hơi không nhắm mắt thế này, thằng sinh ca gỗ nhà tôi không thể đương đầu nổi đâu. Thua là cái chắc.